Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Về mức lương tối thiểu tháng, tăng bình quân 6%, tương ứng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Cụ thể, Nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng. Vùng 1 tăng 260.000 đồng, từ 4.420.000 đồng một tháng lên 4.680.000 đồng một tháng. Vùng 2 tăng 240.000 đồng, từ 3.920.000 đồng một tháng lên 4.160.000 đồng một tháng. Vùng 3 tăng 210.000 đồng, từ 3.430.000 đồng một tháng lên 3.640.000 đồng một tháng. Vùng 4 tăng 180.000 đồng, từ 3.070.000 đồng một tháng lên 3.250.000 đồng một tháng. Về mức lương tối thiểu giờ, vùng 1 là 22.500 đồng một giờ, vùng 2 là 20.000 đồng một giờ, vùng 3 là 17.500 đồng một giờ, vùng 4 là 15.600 đồng một giờ. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2022. Đây là lần đầu tiên chính phủ quy định mức lương tối thiểu giờ để bảo vệ được quyền lợi của nhóm lao động làm những công việc linh hoạt, bán thời gian.